Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Dương Thắm đến từ hệ thống phòng khám nha khoa Hùng Cường. Hiện tại mình đang làm việc tại vị trí bác sĩ chỉnh nha. Hôm nay mình vừa kết thúc một công việc là thay dây cho bệnh nhân nán chỉnh của mình. Thì đây là công việc hàng ngày mình làm cho các bệnh nhân của mình. Chào Vịnh, chị muốn hỏi một chút là trong quá trình chỉnh nha, quá trình mà gắn mắc cái thì em có sự bất tiện gì đối với ăn uống vệ sinh miệng không? Đầu tiên vệ sinh thì hơi khó khăn một chút so với không mắc cái, thì lúc đánh răng sẽ khó khăn hơn, thì ăn uống thì sẽ bất tiện hơn một chút, thì có cái nệm ở dưới răng hàm sẽ khó nhai hơn, ăn vật cứng sẽ khó hơn và khó di chuyển hơn. Thế khi mà quá trình chỉnh nha và mắc cái như này thì có gây đau đớn nhiều cho em không? Bước ban đầu thì có chút đau nhưng mà sau này quen dần cũng cảm thấy khá như bình thường thôi. Thế sau quá trình chỉnh nha 4 tháng vừa rồi thì em thấy răng của mình có sự thay đổi cải thiện gì không? Sau đến bây giờ thì cũng có một chút thay đổi, vì hai răng cửa lúc chưa chỉnh đã sâu hơn, bây giờ mình chỉnh 4 tháng thì đã răng cả một chút rồi. Các bạn đã thấy, vừa rồi mình đã thực hiện thay dây cho một ca chỉnh nha mắc cài tại phòng khám. Nếu như các bạn có vấn đề gì về răng miệng hoặc có nhu cầu chỉnh nha, hãy đến phòng khám để được khám và tư vấn rõ nhất nhé. Mình là bác sĩ Dương Thắm đến từ phòng khám nha khoa Hùng Cường. Xin chào.